Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam 2021 với chủ đề Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới một Việt Nam số đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng và ý nghĩa. Trọng tâm của diễn đàn năm nay là công bố các khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 26 lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, bất động sản. Năm 2020 thì chính phủ đã ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột là kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Trong đó thì lĩnh vực kinh tế số xác định chuyển đổi số cho các doanh nghiệp là một trong những trọng tâm thúc đẩy phát triển. Nếu mà xét cả trên một cái quá trình dài thì tôi đánh giá không cao cái quá trình chuyển đổi số trong ngành bất động sản, nhưng mà riêng trong vòng 1-2 năm nay, rất nhiều doanh nghiệp họ đã bắt đầu chú tâm chú trọng về việc chuyển đổi số và họ nhận thức ra được thì nếu mà không chuyển đổi số họ sẽ tụt hậu. Được xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2018 đến nay đã trở thành một từ khóa phổ biến, một vấn đề nóng từ trong các chương trình nghị sự cấp cao đến những câu chuyện thường ngày của người dân.